hôm nay mình qua trễ, hơi trễ một tí nha mọi người. Có công việc nên qua hơi trễ một tí, thấy dì ba ra rồi. Sớm giờ dì ba bán được nhiều cua không? Cua mới ra. À, quá trời cua, còn hết cua nè, bán gần hết rồi. Hôm nay mình cua dì ba bán rất là nhanh. Cơm luôn. Rồi một con cua cuốn ngon này. Có cái gì này? Cảm ơn bạn Chí Minh nha. Đây là bữa nay gặp Chí Minh là lần thứ hai. Chí Minh với lại không có ba nha. Không anh này. Cái bình chanh đâu anh hỏi rồi. Cảm ơn mọi người thấy cái màn hình như thế nào rồi? Không yêu thì mình của chị ba. Dạ lấy mấy con của thì chị. Này có một chị nào đó. Giấu mặt. Chị này là chị ghi sổ là chị nào ạ? À? Chị Bảy á, hay bán trái cây chứ 17. À là chị bạn của chị Bảy nha mọi người. Bán hay bán trái cây của chị Bảy, hôm nay là thấy ra phụ gì ba. Cảm ơn chị Hạnh nha. Chị này là bạn của chị Bảy bán trái cây ha. À, thấy có người giới thiệu ra phụ luôn. Đây là ngày đầu tiên của chị đó. Dì ba cái áo này phải áo bữa dì Thí mà cho vải không dì ba? Hả? Vải không dì ba? Này dì ba mặc áo dì Thí nha mọi người. Dù dì Thí không có còn bán nữa nhưng mà dì ba vẫn rất là thương dì Thí nha mọi người, không có gì hết. Giữa dì Thí và dì ba thì không có mâu thuẫn gì cả. Thì dì Thí bận công việc nên không có bán đâu nha mọi người. Dì ba mặc áo mới cũng đẹp và trẻ ra nha mọi người. Áo này là áo dì Thí mua sắp phải mà để đợt mà nói là mừng thọ cho dì ba đó mọi người. Thì bữa nay dì ba mặc, dì ba mới may xong dì ba mặc. Cảm ơn
đó là cái hen của dì Thúy, nên là dì Ba mặc cái áo của dì Thúy thì bán cua rất là nhanh, giống như lúc trước mà có dì Thúy còn bán cua á mọi người. Kỹ trong cái việc mà tính toán tiền để cho không có bị thất thoát hay là có sự mâu thuẫn gì tiền bạc hết. Như vậy cũng rất là chính đáng nha mọi người. Dì Ba hôm qua gì ăn con cua đó không? Người ta tặng cho dì Ba mà. Chị ăn được mấy con? Dạ, mấy con mà ngán quá. Mấy con ngán quá. À, không nổi luôn á bà. Chị thấy cua gì ba sao chị? Chị bên kia nữa. Ngon. Chị ở đâu tới lận? Em ở Xuân Lộc lên rồi. Xuân Lộc Đồng Nai. Còn chị bên kia là ở đâu? Long Khánh. Long Khánh luôn. Trời ơi, là hai chị đi chung với nhau hả? Ủa chị ở Xuân Lộc chị lên đây hay là chị ở đây? Ở Xuân Lộc lên đây. Chị đi đâu lên đây vậy? Hai chị đi chung với nhau hả? Đi lên ăn cua cái gì vậy? Dạ. Trời ơi, từ Xuân Lộc lên đây là lặn lội, là Xuân Lộc lên đây là cũng khoảng 800 cây số đúng không chị? 800 cây. À vâng. Chị này là chỉ lặn lội 100 cây số chỉ lên đây ăn cua nha. Chỉ ăn cua thôi rồi về nha, không có mục đích nào khác nha. Đây là chị nè. Rồi thấy cua sao? Em đi mấy lần rồi đó anh, bây giờ ăn cua không? Có không? Đi mấy lần mua được cua hả? Mấy lần lên hết đúng không? Hết luôn. Rồi, đúng rồi. Đi trễ là hết à. Lần đầu tiên ăn cua ngon vậy hả? Dạ. Cua gì ba? Coi YouTube thì chị thấy cua nó chị đủ lòng không? Dạ đúng rồi. Coi mà thấy nói là cua gì ba bị ớt á. Cô Hương có cũng tức mình quá lên ăn thử. Trên 2 lần rồi nhưng mà không có cua nên là cua ba nó có cua. Rồi lúc mà ăn xong rồi đánh giá như thế nào? Hôm nay chị lên là mấy giờ chị? Em lên hồi lúc 10 giờ. Ăn xong rồi đánh giá cua gì ba như thế nào? Dạ cũng ngon. Ngon. Nhưng mà anh có thiệt cái chỗ này không? Dạ không, thì mua tới ba. Thổi rồi. Ủa? Đi ba mẹ rồi vậy ba? Ba đang bị đau họng. Đau họng. Ba bị đau họng. Dì Ba không biết ai hết. Dì Ba không biết chị nào tới phụ luôn nha mọi người. Nên là mọi người cũng đừng nghi ngờ vậy đó là người nhà hay là người nào. Người ta thương dì Ba, người ta tới người ta giúp thôi.
Đi ba anh chạy gần chứ không hỏng. Cô cua chú ơi. Nên nên rồi đi cây vậy. Từ khi mổ xong thì ba đi khám lại chưa? Có, khám sao? Sao quá nha. À, cảm ơn anh Việt nha. Mọi người lo lắng về cái cổ của dì ba hơi to thì cũng thông báo với mọi người biết là dì ba đó mổ bướu rồi nha mọi người, nhưng bây giờ thì cái cổ nó vẫn còn to chứ không có sao đâu, mọi người yên tâm nha. Rồi còn mấy con cua thịt thôi nha mọi người. Gần hết rồi. Hết cua.
ơn chị nhiều nha. Rồi xong hết phim, hết tour. Hôm nay do dì ba mày có áo đỏ nè, bán đắt mà đó. Hôm nay do dì ba mày có áo đỏ. Áo cái gì Thúy rất là may mắn nha mọi người. Dì Thúy đi nhưng mà cái vía thằng Tài vẫn còn ở Mâm Cua. Vẫn ủng hộ dì ba hết mình. Đồ cái nệm hết cua luôn hả dì ba? Đồ cái nệm. Dì ba đang chia sẻ về cái áo. Dì ba lấy cái áo nè, khi nào á? Lấy khi nào? Hôm qua là mấy nay mặc luôn. Mấy mùa dì ba? Dì ba mới nói là cái áo mới là cái hiệu của cô Thúy mua vải. Áo mới là cái áo cũ dì ba mặc thấy nó thoải mái dì ba. Dì ba mặc áo mới thì thấy sao? Không phải gãy cua làm gì mà. Trời ơi. Dì ba chưa hiểu. Dì ba chưa hiểu hỏi. Cái này để mình khi nào mình làm cái chuyện á. Không móng tay nó dễ hơn. Dì ba mặc áo mới thấy sao? Đẹp. Có thoải mái không dì ba? Dạ. Có thoải mái không dì ba? Thoải mái chứ, giống cái kia vậy đó. Rồi mặc rồi có nhớ gì thấy không? Nhớ, dì ba nhớ gì thấy nha mọi người. Dọn dẹp nghỉ. Dạ chị ba bán hết rồi, chị Phan lên ơi, cho nên là mấy bạn ở đây mới tranh thủ dọn dẹp. Bây giờ ba dọn nè. Rồi chào mọi người nha. Mọi người hẹn mọi người trong clip tiếp theo của mình. Phụ gì ba mình dọn dẹp rồi nghỉ. Giờ hết cua rồi, từ Long An về. Hết rồi. Anh kêu anh chạy từ Long An xuống nhưng mà hết cua mất rồi. Rất là xin lỗi những cái vị khách mà đi từ xa tới nhưng mà không có cua.